Ba con giáp mệnh đắc tài phú quý, từ nay đến thất tịch trùng số liên tục, cực đỏ cực giàu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp, tìm được cơ hội để thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên, tử vi học có nói, trời sinh mỗi người một số mệnh, con người đều đến một giai đoạn nào đó thì mới được thần tài, quý nhân chiếu cố nồng hậu. Vì vậy, đối với những người chưa gặp được may mắn, chỉ cần tâm vững mà trong mình một tinh thần lạc quan, yêu đời thì tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đợi ở phía trước. Xem tử vi 12 con giáp, các nhà tử vi học cho thấy rằng trong năm Tân Sửu 2021 có nhiều con giáp phải đối mặt với sóng gió, thử thách. Bên cạnh đó cũng có những con giáp gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là những con giáp được nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay. Những con giáp này sẽ nhận được lộc trời ban, làm gì cũng thuận lợi, vạn sự như ý, sâu có hơn người, tiền tiêu không hết từ nay đến lễ thất tịch. Vậy đó là những con giáp nào, họ sẽ nhận được may mắn gì trong khoảng thời gian tới? Mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi còn được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Vận Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất, tuổi Ngọ. Chúc mừng con giáp vận đỏ như son, vận may liên tiếp rơi trúng tuổi Ngọ. Xem tử vi tuổi Ngọ từ nay đến mùng 7 tháng 7 âm lịch cho thấy, về cơ bản, đây là thời điểm cát lành đối với mệnh chủ. Thời gian này, mệnh chủ đón kha khá tin vui, cũng như gặt hái được không ít thành công, tiền về chất đống, tài khoản nhảy số không ngừng, khiến bản mệnh trở tay không kịp. Sự nghiệp của tuổi Ngọ thời điểm này phát triển không ngừng. Có thể nói rằng, đây là khoảng thời gian hoàng kim của mệnh chủ. Cho dù khó khăn trở ngại đến đâu, tuổi Ngọ cũng dễ dàng vượt qua bằng chính năng lực của bản thân mình. Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc nhở chú ngựa đừng ngủ quên trên chiến thắng. Đắm chìm trong cái lợi trước mắt mà không nhìn xa trông rộng sẽ có nhiều điều khiến bản mệnh tiếc nuối nếu không làm lòng những điều sau. Về phương diện sự nghiệp, tử vi từ nay đến ngày 7 tháng 7 âm lịch cho thấy công việc của tuổi Ngọ tiến triển thuận lợi, tinh thần làm việc hăng say, thực sự cầu thị nên có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Dưới góc nhìn tử vi khoa học, thời gian này không chỉ mang đến may mắn về tài lộc mà còn giúp thăng chức, tăng lương. Tuổi Ngọ cần xác định mục tiêu rõ ràng, lên kế hoạch chu đáo, làm việc chăm chỉ, điểm công danh sự nghiệp sẽ có bước tiến triển vượt bậc, ghi dấu ấn thành công lớn trong đời. Thêm nữa, lại có chính quan trợ mệnh thôi thúc mong muốn tham vọng để phát triển sự nghiệp của bản mệnh. Hãy mạnh dạn tiến hành dự định hay kế hoạch mới, hứa hẹn những thành công bất ngờ. Trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, bạn mệnh cũng cần khéo léo hơn nữa. Đôi khi, lùi một bước để tiến hai bước, tiết chế cảm xúc, lấy đại cục làm trọng, mối quan hệ xã giao sẽ ngày càng mở rộng, gặp thời cơ chín mùi, ắt có quý nhân đứng ra giúp đỡ. Tuy nhiên, thời gian này, vòng vận còn đặc biệt biến động. Cùng tình ảnh hưởng sẽ có thời điểm tuổi Ngọ rơi vào trạng thái căng thẳng tinh thần, vì gãy vành bác. Tuy nhiên, trong thời gian này, vòng vận còn biến động, hung tinh ảnh hưởng sẽ có thời điểm tuổi Ngọ rơi vào trạng thái căng thẳng tinh thần khi phải gánh vác nhiều trách nhiệm và áp lực cùng lúc. Bản mệnh nên chia sẻ công việc, tận dụng sức mạnh tập thể để tạo bước đà thăng tiến cho bản thân. Phần diện tài lộc. Từ vì từ nay đến lễ thất tịch cho thấy rằng tài vận tuổi Ngọ khởi sắc hơn nhưng chưa tới mức vượng phát. Có lộc tồn hỗ trợ sẽ làm gia tăng tiền của,
bạn mệnh có cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn trước. Nhìn chung, tình hình tài chính ngày càng được củng cố, công việc chính vẫn đem lại nguồn thu chủ yếu để trang trải cuộc sống. Ngoài ra, bản mệnh cũng có thể đảm đương một vài công việc ngoài luồng nhằm tăng thêm thu nhập. Trong thời gian này, bản mệnh có khá nhiều cơ hội để có thể hợp tác kinh doanh, buôn bán hay đầu tư. Bản mệnh nên mạnh dạn tiến hành, hứa hẹn kết quả như ý. Nếu cần, hãy chủ động vay vốn để kinh doanh hay mở rộng quy mô sản xuất, hứa hẹn kết quả bất ngờ. Có điều hâm tin rình rập gây ra không ít hiện tượng phá tài. Tiền tuy kiếm được nhiều nhưng tiêu hao cũng nhiều. Đã vậy, thực thần xuất hiện khiến cho bản mệnh có xu hướng thích hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn, thường xuyên tiệc tùng hay đi du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, khiến hao tốn không ít tiền của. Hơn nữa, thời gian này chi phí dành cho việc khám chữa bệnh hoặc hỗ trợ người thân trong gia đình tăng lên nhiều. Bản mệnh nên tích lũy càng sớm càng tốt, tránh tình trạng phải vay mượn. Thứ hai, người tuổi Thân. Tuổi Thân được trời ban phước cát lành, vận may ập đến. Xem tử vi từ nay đến mùng 7 tháng 7 âm lịch, đêm thần tài yêu ái khá nhiều tiền bạc, lúc nào cũng rủng rỉnh trong tay. Tiền cứ hết lại có, chẳng cần tốn công sức để tìm kiếm mà vẫn luôn có được cơ hội, tiền bày ra trước mắt, mọi điều suôn sẻ, báo hiệu những điều tốt lành đến với tuổi Thân. Có điều bản mệnh cần kiên trì, nỗ lực hơn nhiều thì mới nắm giữ được cơ may tiền bạc. Cái gì cũng có giá của nó, bản mệnh phải chịu khá nhiều tiền. Bản mệnh phải chịu khá nhiều áp lực trong chuyện này. Những mệnh chủ làm kinh doanh thời gian này sẽ đón nhận được lợi nhuận tăng cao, nên xem xét những việc mở rộng quy mô kinh doanh, xong đừng ôm đồm quá nhiều thứ mà cứ tập trung vào mảng là thế mạnh của mình, khả năng thành công sẽ cao hơn. Bên cạnh đó, nhờ tài trí, khả năng ứng biến cùng sự quyết đoán của mình sẽ giúp cho người tuổi Thân có vận trình thuận phát. Tiền đầy túi, tình cũng đầy tim, chuyện tình cảm của những chú thị đang khá thuận lợi. Và vận trình cụ thể của tuổi Thân như sau. Về phương diện sự nghiệp, tử vi cho thấy được thái tuế tương sinh, trình ấn hỗ trợ, công việc từ nay đến mùng 7 tháng 7 âm lịch của tuổi Thân có nhiều triển vọng mới. Thời điểm thích hợp cho những ai bắt đầu khởi nghiệp, thay đổi công việc hoặc vị trí chức vụ mới. Công việc dù ban đầu khá nhiều thách thức, song nhờ vào chính khả năng xử lý vấn đề nhạy bén, cộng thêm một chút may mắn từ vận trình, cuối cùng tuổi Thân cũng gặt hái thành quả xứng đáng. Có điều, kiếp tài mang theo dấu hiệu cạnh tranh rất lớn, điểm tiểu nhân quấy phá. Bất kể nhiều sự lớn hay nhỏ, tuổi Thân cũng nên thận trọng, suy tính kỹ càng. Nên nhớ, nóng vội chỉ khiến cho mọi việc thêm rắc rối, con đường đi tới thành công sẽ càng dài, nhiều chông gai hơn. Đồng thời hãy luôn nhắc nhở bản thân giảm bớt cái tôi của mình xuống, lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, đừng hành động đơn độc và bảo thủ, vừa hao tổn nhiều công sức lại khó đạt được mục tiêu như mong muốn. Phương diện tài lộc, do công việc trên đà thuận lợi kéo theo tình hình tài chính của tuổi Thân ngày được củng cố và ổn định. Có điều, ổn định sẽ khó có sự đột phá, nhưng muốn đạt được điều đó, bản mệnh phải chấp nhận đánh đổi bằng thời gian, công sức, thậm chí cả máu và nước mắt. Thời gian này còn có kiếp tài chủ về cạnh tranh, tiểu nhân, hao tán tiền bạc xuất hiện, thương trường như chiến trường, tuổi Thân cần hết sức thận trọng với các hoạt động về tiền bạc, tài chính. Nếu đầu tư, chỉ nên nhỏ giọt, tránh tình trạng dồn dập hùn vốn, kẻo bị kẻ xấu lừa gạt, tiền mất tật mang, vướng vào kiện tụng pháp luật. Làm ăn vốn đã khó do ảnh hưởng khách quan ngoài thị trường, chính sách thay đổi liên tục, nay lại thêm cả tiêu hao hung tinh, báo điểm phá tài, làm ăn kinh doanh sẽ phải bù lỗ, đầu tư cũng khó sinh lời. Vì thế rất cần có kế hoạch tài chính rõ ràng. Nếu được, hãy chi tiêu cho bản thân mình trước, đầu tư cho học hành, trang bị kiến thức mới về kinh doanh, đầu tư, tài chính để không bị kẻ xấu lừa gạt. Đồng thời gia chủ nên tích lũy dần để dùng khi cấp bách. Đặc biệt, thời gian các còn khuyên mệnh chủ tuổi Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian sắp tới. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hành thông, thu hút tài lộc, sự may mắn,
Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường các khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không như vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tùy thân, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy, tôn nát. 3. Tuổi Tuất. Tuổi Tuất có được vận may luận được rằng khó khăn mấy cũng được cải thiện, nghèo khổ mấy cũng đến lúc thăng hoa nếu biết điều sau. Xem tử vi từ nay đến lễ thất tinh cho thấy, khoảng thời gian này bản mệnh hãy tập trung nhiều hơn vào công việc. Những khó khăn trở ngại khiến bản mệnh mệt mỏi trong thời gian trước sẽ dần dần được tháo gỡ. Đây chính là lúc tuổi Tuất thu về được những thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Con đường sự nghiệp trên đà phát triển, tiền đồ sáng lạn vô cùng. Thu nhập tuổi Tuất thời gian này cũng khá ổn định, có thể dư dôi ra một khoản tiền lớn. Nếu đã có kế hoạch từ trước, bản mệnh có thể sử dụng số tiền đó để đầu tư, nguyện cắt khí để khởi phát, thu về lợi nhuận lớn hơn. Song nên nhớ rằng, bản mệnh tuyệt đối phải tránh xa những điều cấm kỵ mà kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ bật mí ở cuối video. Nếu phạm phải, thì dù có núi tiền đi chăng nữa, thì cũng sẽ đổ sông, đổ biển. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi từ nay đến mùng 7 tháng 7 âm lịch, thần trình tuổi Tuất, mùng cát đang xen. Nếu muốn thăng tiến mạnh mẽ trong thời điểm này, bản mệnh cần nắm bắt được thời cơ. Bên cạnh đó, nguyệt lệnh lần đất ngộ báo hiệu bản mệnh sẽ rất vất vả, mới mong đạt được điều mà mình mong muốn. Đôi khi, một vài suy nghĩ cứng nhắc, tiêu cực có thể khiến cho tuổi Tuất hành sự bốc đồng, thiếu sự linh hoạt. Ngoài ra, những trở ngại đồng thời cũng là bước đà để bản thân khám phá ra tiềm năng chưa được khai phá của bản thân. Lại thêm các tinh trở mệnh, bản mệnh được soi sáng để có thể tìm ra phương pháp làm việc thích hợp, cải thiện hiệu suất, phá vỡ những bế tắc trước đó. Nhìn chung, kết quả công việc ở mức khá khiến bản mệnh thật sự hài lòng khi đã đột phá được khó khăn. Đồng thời, nhờ tinh thần làm việc hăng hái, quyết đoán, bản mệnh có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Vận quý nhân ở thời điểm này cũng khá vượng, dù gặp khó khăn cũng có người hỗ trợ nhiệt tình, kịp thời. Tử vi khuyên thời gian này, tuổi Tuất nên lấy hòa khí làm trọng, dù công việc hay các mối quan hệ khác. Như vậy, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ, bản thân cũng cần suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn, có lợi cho sức khỏe. Về phương diện tài lộc, xét về đường tài lộc từ nay đến mùng 7 tháng 7 âm lịch của tuổi Tuất cho thấy rằng, bản mệnh được chỉ ấn các thần trợ vận, nên vận trình tài lộc cũng trên đà khởi sắc. Tuy nhiên, dấu hiệu chưa mạnh mẽ, bản mệnh cần kiên nhẫn, theo đuổi mục tiêu, ắt sẽ thành công. Thời điểm này, những chú chó hoàn toàn có thể dựa vào công việc của chính mình để nuôi sống bản thân. Chỉ cần tập trung làm tốt công việc chính mà không cần ôm đồm quá nhiều việc ngoài luồng khác, bản mệnh cũng sẽ dư dả trong chi tiêu. Bản mệnh cũng có thể cân nhắc việc đầu tư, khởi nghiệp, kinh doanh. Nếu đã nắm chắc thì viễn cảnh sẽ khá khả quan, còn nếu là dự định và chưa có nhiều kinh nghiệm thì hãy tìm hiểu cặn kẽ rồi lại đến thời điểm thích hợp hơn. Nhất là khi rủi ro lúc nào cũng có thể ập đến. Một điều cần lưu ý là các khoản chi phí thời gian này phát sinh khá nhiều nhưng góp lại cũng thành số tiền lớn. Bản mệnh cần cân đối thu chi, tránh rơi vào cảnh cháy túi. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về tử vi của ba con giáp may mắn trong thời gian tới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.